Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Mình Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Thưa quý vị, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến cái cách mà mình có thể điền đơn để mình xin cái tiền có thể là dao động từ 5 đến 25.000 tiền grant. Cái phần tiền grant này mình sẽ không bị người ta yêu cầu phải trả lại, chính phủ người ta cho là cho luôn. Và dựa theo cái thu nhập revenue hàng năm của mình thì người ta sẽ cho theo ở cái mức này, ví dụ như là 1.000 đến 100.000 mỗi năm thì được xin 5.000, còn hơn nữa thì mình được 15, 25.000 vân vân. Rồi những ai mà có cái hồ sơ thuế gọi là 2019, hoặc là nếu không có 2019 thì dùng 2018 cũng được. Nếu như mà mình có 1099 Schedule C thì mình làm vẫn được nha quý vị. Ví dụ như là làm thợ nail mà có 1099 Schedule C, chạy Uber, chạy Lyft, chạy DoorDash, tự làm chủ vân vân thì được hết. Và dĩ nhiên là C Corp, S Corp, LLC Partnership là được nha quý vị. Thì bây giờ ở đây người ta có cho mình đã mở cái hồ sơ điền rồi, thì quý vị vào cái đường link này. Quý vị vào cái chỗ mà nó kêu là by county, tức là tùy theo quận ha. Mỗi quận như vậy nó có cái đường link để mình điền khác nhau. Thì ví dụ bây giờ Ngọc sẽ chạy xuống ở đây cái quận Cam đi. Quận Cam, quý vị bấm vào đây. Rồi, thì Ngọc lưu ý quý vị một chút xíu là nếu như mà quý vị có năm 2019 có 1099, nhưng mà hiện giờ tại cái thời điểm mà quý vị nộp đơn mà quý vị có W2 á, thì quý vị không nên điền, bởi vì Ngọc nghĩ là quý vị điền nó cũng không có cho mình đâu, tại vì mình không có đủ điều kiện. Người ta yêu cầu mình là làm sao mà phải giữ cái hoạt động, cái 1099 của mình, cái business của mình, hoặc là nếu như mình có cái Schedule C thì mình phải tiếp tục làm cái công việc đó nha quý vị, tiếp tục có 1099, hoặc là mình có cái ý định là phải quay trở lại làm 1099. Ví dụ như hiện giờ mình đang thất nghiệp thì mình không có làm cái công việc 1099 đó nữa, nhưng mà trong tương lai là mình có ý định là mình tìm những cái công việc mà mình có thể là làm những cái nhân viên nhà thầu độc lập, hoặc là sole proprietorship, tức là mình không có thay đổi cái hồ sơ, cái status thuế của mình. Nha quý vị, nếu như quý vị đổi từ 1099 qua W2 á, thì người ta sẽ không có, Ngọc nghĩ là người ta sẽ không có duyệt đơn của mình đâu. Rồi bây giờ ngẫm qua thì Ngọc cũng có giải thích rồi. Như vậy thì cũng có nhiều người hỏi Ngọc là bây giờ chạy Uber được không? Được. Nếu mà có 1099 Schedule C được, chạy Lyft, chạy DoorDash, làm DoorDash, rồi thợ nail, thợ tóc, làm spa vân vân là được hết nha quý vị. Ngày hôm qua Ngọc đã giải thích một cái video, Ngọc làm 3 video cho cái chương trình này rồi. Thì quý vị vào đây chọn cái nào cũng được nha quý vị, chọn cái nào cũng được. Thì ví dụ như Ngọc chọn cái đầu tiên ở đây, thì khi mà vào đây á thì nó sẽ hiện ra cái màn hình này, thì quý vị bấm vào đây nha. Sau khi quý vị bấm vào đây, quý vị điền hết thông tin rồi, nó sẽ gửi cho quý vị một cái email, và trong cái email này cho bạn cái biết cái password nha. Rồi khi mà biết cái password đó thì các bạn vào đây, quý bạn đăng nhập. Rồi sau khi đăng nhập thì người ta sẽ cho mình biết là cái tài liệu, cái hồ sơ, chứng từ gì mà các bạn cần phải upload lên, tải lên để người ta xét hồ sơ cho mình. Thì bây giờ Ngọc sẽ vào đây nha quý vị, vào đây. Nhưng mà khi mà làm xong rồi, quý vị nhớ kiểm tra cái hòm thư rác của mình nha. Vào đây á, thì phía bên trái á, là for profit, tức là mình làm ăn có lời. Còn cái này á, là tổ chức phi lợi nhuận nha quý vị. Thì những ai mà làm ăn có lời á, thì bấm vào đây nha quý vị. Thì bấm vào đây á, hạn chót nộp đơn là ngày 8 tây tháng 1, cho nên là mình cũng không có cần vội vàng mình nộp đơn, bởi vì cái chương trình này khi nào người ta đóng cái hồ sơ thì người ta mới bắt đầu xét hồ sơ, chứ không phải là ai nộp trước là được trước đâu quý vị. Phải chờ đến ngày 8 tây tháng 1 thì người ta mới bắt đầu xét tất cả các cái hồ sơ để mà cho tiền. Thì ở đây quý vị điền tên, nếu như quý vị làm thợ nail sợi tóc thì tên của mình, địa chỉ nhà của mình, số điện thoại của mình nha quý vị. Business name cũng là tên của mình luôn nha quý vị, chứ không phải là tên của tiệm ABC Nail Spa hay là cái số điện thoại của chủ mình nha. Tất cả những cái thông tin này đều là của mình hết. Ví dụ như là quý vị chạy Uber, làm cho DoorDash thì cái business name này là cái tên của mình, chứ không phải là Uber hay DoorDash gì nha. Rồi tiếp theo thì quý vị sẽ điền những cái thông tin. Thì khi mà điền thông tin á, thì Ngọc có vào cái trang này, vào trang chủ nha quý vị.
Thì khi mà quý vị vào trang chủ nó có cái chỗ này là cái chỗ guidelines. Ok, quý vị bấm vào đây thì người ta hướng dẫn cho mình tất cả. Cái này có 65 trang, người ta hướng dẫn cho mình rất là nhiều và cụ thể chi tiết từng bước như thế nào, và người ta giải thích luôn cái chương trình này là chương trình gì. Thì bây giờ Ngọc sẽ dựa vào cái trang này để Ngọc chia sẻ lại cho quý vị nha. Người ta nói là bây giờ nếu như mà mình dùng cái máy tính mình xài á thì mình nên là dùng cái Google Chrome. Nếu như mình dùng Firefox hay Explorer, Safari ở bên, có thể là nó gặp trục trặc trong cái quá trình mà người ta xét hồ sơ của mình nha quý vị. Cho nên là tốt hết là dùng Google Chrome đó, và dùng Google Chrome only. Cho nên là nếu bạn không có cái này trên máy của mình thì các bạn nhớ nha quý vị. Rồi nếu như mình muốn download thì click vô đây để download cái Google Chrome về để mình làm. Rồi khi mà làm á thì những cái địa chỉ email mà bắt đầu từ cái chữ info thì người ta không có chấp nhận những cái email này nha quý vị. Đó. Rồi những cái địa chỉ email mà có cái đuôi là noreply.com hoặc là contact.com thì người ta sẽ không chấp nhận những email này. Cho nên là quý vị mà dùng cái email business thì phải dùng cái email business rõ ràng đàng hoàng nha quý vị. Rồi nếu như mà quý vị dùng điện thoại để mà apply cho cái chương trình này á là tải những cái app này về để mình làm nha quý vị. Tải những cái app này về để mình làm. Nhiều khi á mình upload cái document về bằng điện thoại á thì mình làm như vậy á nó đúng và nó không có bị rơi vào trường hợp là bạn chụp những cái hình ảnh như thế này thì người ta sẽ không có accept, không có nhận đơn của mình nha quý vị. Đó. Thì bây giờ á quý vị phải tải những cái app đó về, và như nói như quý vị làm trên máy tính thì scan đàng hoàng phẳng lì như vậy, chứ không có chụp mà kiểu như vậy thì người ta không có chấp nhận. Cái hình bên phải là không chấp nhận nha quý vị. Rồi nếu như mà cái video nó dài thì Ngọc xin lỗi, bởi vì Ngọc muốn đi cho nó chi tiết một chút xíu. Nếu quý vị mà thích những cái thông tin Ngọc chia sẻ hãy cho Ngọc xin một cái đăng ký và cái like nha quý vị. Rồi, khi mà quý vị chuẩn bị hồ sơ thì ở đây quý vị điền thông tin giống như nãy Ngọc nói là điền thông tin xong hết rồi, điền cái này xong hết rồi thì người ta sẽ ra một cái trang. Cái trang này người ta sẽ bắt mình đọc và cam kết những cái điều mình khai và chấp nhận những cái điều kiện của người ta hoàn toàn đúng sự thật hết. Thì các bạn phải ký gọi nào là ký cam kết là mình đã khai đúng sự thật và mình cam kết những cái điều mà mình đã đọc ha quý vị. Ký tên, ngày tháng, rồi, nói chung là xác nhận mình là ai ha. Rồi bây giờ á, ở đây người ta hướng dẫn cho mình step by step à mình làm đơn như thế nào. Thì khi mà quý vị vào cái ô đầu tiên đó quý vị, thì đây đây cái ô đầu tiên là cái này. Đầu tiên mình sẽ thấy là first name last name đúng không quý vị? First name last name, ok. Đó thì quý vị sẽ vào đây, quý vị làm xong hết rồi, quý vị nhấm vào cái nút vàng vàng, cái ô vàng vàng đây, bấm vào đó thì người ta sẽ hỏi mình là có muốn liên lạc với điện thoại bằng điện thoại tin nhắn, thì các bạn cho phép người ta làm điều này thì người ta mới 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 nhắn tin qua điện thoại cho mình nha. Ví dụ như là ở đây tên của mình, số điện thoại của mình, nếu như mà bạn là 1099 thì đừng có để cái tên của tiệm, hãy để tên thiệt của mình chứ không phải là business name, là để tên của mình nha quý vị. Chứ mình không có liên quan gì đến tiệm, tại vì mình là một cái cá nhân độc lập, có cái hồ sơ thuế và Schedule C đàng hoàng, nó không có phụ thuộc vào tiệm. Rồi cái bước thứ hai là người ta hỏi về cái chi tiết về liên quan đến cái người chủ, thì cái người chủ business chính là bản thân mình nha quý vị. Nếu như Nguyễn Văn A gọi là ví dụ như Jennifer Nguyễn điền đơn này thì Jennifer Nguyễn là cái người chủ của cái 1099 của mình, điền tên của mình, địa chỉ của mình, số social của mình, rồi cái phần trăm ownership là 100%. Nếu như quý vị chạy Uber, chạy Lyft, self-employed, mình là người chủ 100%. Còn nếu như mình hùn với ai, thì ví dụ như những cái trường hợp như partnership thì cái đó là quý anh chị biết nộp làm sao ha. Chủ yếu cái đơn này là Ngọc giúp cho những ai mà đang có thắc mắc về cái chương trình này mà có cái hồ sơ thuế Schedule C á. Thì sau khi mà các bạn điền cái phần đó xong rồi thì người ta tiếp tục hỏi mình những cái thông tin liên quan đến cái business của mình. Thì ở đây người ta sẽ hỏi những cái tên business là tên mình luôn ha. Nếu như mà business
EIN mình không có thì mình để là số 0 đi quý vị. Còn cái DBA này á thì nếu không có thì mình để là none nha quý vị. Rồi cái số phone thì để số phone mình, rồi địa chỉ state, rồi quận, rồi zip code, rồi cái business ngày thành lập. Business thì nếu như mà quý vị làm nail thì từ cái ngày mà bạn làm Chennai Nail là ngày nào thì bạn điền cái ngày đó vào. Rồi ví dụ như chạy Uber, chạy Lyft thì khi mà các bạn bắt đầu chạy Uber, chạy Lyft từ lúc nào để nhận Chennai Nail á là ghi vào hẳn hoi nha quý vị. Rồi ở đây á, nếu như quý vị có cái website của cái mình thì mình để vào, còn không có thì mình để là none.com nha quý vị, none.com nếu như mà không có. Rồi bây giờ tiếp theo là người ta sẽ hỏi là mình những cái thông tin, ví dụ như là mình mượn cái tiền này để làm gì. À thì mượn cái tiền này để làm gì thì người ta sẽ hỏi những cái thông tin như thế này quý vị, là purpose of the grant. Nếu như quý vị mượn để quý vị trả lương thì để là payroll, quý vị trả tiền rent thì để là rent, vân vân. Rồi mình liệt kê càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là mình là bản thân của mình Chennai Nail không, không có create job, mình không có tuyển dụng ai hết thì để là no nha quý vị. Will this grant create new job? Mình để là no. Còn nếu như mà mình tiệm mà mình muốn tuyển nhân viên này nọ thì mình nói là yes. Rồi mình có bao nhiêu nhân viên, nếu như mình chỉ có một mình thôi thì mình để là một nha quý vị. Rồi ở đây mình yêu cầu bây giờ mình muốn xin bao nhiêu, xin 5.000 thì để đây. Cái annual revenue của mình là bao nhiêu thì nếu như mà quý vị có trong cái nhìn vào cái schedule C của mình á thì ở đây á người ta sẽ Ngọc nghĩ là người ta sẽ hỏi cái revenue của mình là gross revenue, thì cái dòng số 3, cái line number 3 của bên schedule C á là quý vị sẽ thấy cái revenue hàng năm của mình. Rồi part-time employees có không thì để vào. Rồi đó là những cái thông tin nha quý vị. Rồi tiếp theo người ta hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể từng một quý vị. Cái phần số 5 là business, cái thông tin về cái địa lý của business. Thì bây giờ B2B, cái ô này nè quý vị, B2B có nghĩa là business to business. Quý vị làm mà mình hợp tác với những cái business khác, khách hàng của mình là ai? Khách hàng của mình là business thì mình để là B2B. Mà khách hàng của mình là những cái người tiêu dùng, những cái consumer, customer thì quý vị là B2C nha quý vị. Còn nếu như cả hai thì quý vị là điền cả hai. Đó. Rồi, bây giờ ở đây type of business thì nếu như mà quý vị làm nail, làm tóc, hair salon rồi đó thì mình để là personal services. Còn nếu như mình làm những cái nghề khác thì quý vị để cái nghề khác nha quý vị. Chọn thử mình rơi vào cái trường hợp nào. Ví dụ ở đây là service business đó. Nail hoặc là tóc nè, đó mình để vào. Rồi cái chỗ này á thì cái NAICS này quý vị bấm vào đây để mình tìm cái ngành nghề của mình là cái số mấy. Như quý vị nha, bấm vào cái link này quý vị tìm đúng cho cái mã của NACIS, cái ngành nghề của mình, mỗi ngành nghề nó có mỗi số khác nhau thì quý vị tìm nha. Rồi bây giờ á bạn có phải là cái người mà chủ sở hữu cái doanh nghiệp này, cái người mà điền đơn này có phải là người phụ nữ không? Nếu như mà phụ nữ thì để yes. Mình có phải là veteran không? Thì nếu không thì để là no. Còn mình là Asian thì để Asian ha. Rồi đó, disable, mình có bị thương tật gì không đó. Rồi cái mình có phải là những cái cửa hàng chuỗi không, nếu không thì để không. Rural, mình có phải nằm trong cái khu vực là hẻo lánh hay không, giống như là khu vực ít dân cư đối với vị. Thì đó, nông thôn thì nếu như mà ở thành thị thì mình để không nha. Rồi bây giờ cái phần số 6 thì bắt đầu mình phải đọc kỹ để mà mình hiểu thêm nha quý vị. Rồi nếu như business của mình, cái người chủ của business của mình là ví dụ như là 51% là thiểu số, ví dụ như là Asian, châu Á là thiểu số nè, người đó, người Mỹ thiểu số nè, người African American tức là người Mỹ mà gốc châu Phi á, cũng thiểu số nè. Cái gross revenue của mình là bao nhiêu thì cái gross revenue thì tùy cái hồ sơ thuế, nhà hồ sơ thuế mà
mà Schedule C quý vị nhìn vào cái dòng số 3 và quý vị kiểm tra trong hồ sơ thuế của mình nha. Rồi những cái này á thì các bạn nhìn vào cái hồ sơ của mình nha quý vị. Ok, ở đây cái câu tiếp theo là gross revenue. Cái này là người ta hỏi là từ ngày 1 tây tháng 4 năm 2019 đến ngày 30 tây tháng 9 năm 2019 thì mình điền vào. Rồi ở đây gross revenue cho cái business của mình từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2020. Như vậy là người ta sẽ so sánh giữa cái năm 2019 với năm 2020 của cùng kỳ, cùng cái thời điểm này, cùng cái giai đoạn này của hai cái năm khác nhau nha quý vị. Cho nên là quý vị tính đi, tính cái thu nhập của mình. Gross revenue là trước khi khấu trừ nha quý vị, trước khi khấu trừ chứ không phải là sau khi khấu trừ đâu. Rồi, cái business của mình, in need of business, ok, mình có cần những cái dịch vụ về công về về technical hoặc là mình có gọi là mình có cần quảng cáo cái business của mình không á, thì nếu yes thì yes, còn nếu không thì không ha. Rồi cái business của mình hiện giờ có cần tiền vay không, nếu không thì mình để là không. Trong vòng 9 tháng qua business của mình có nhận những cái chương trình hỗ trợ khẩn cấp, cái tiên gọi là cái chương trình grant liên quan đến cái đại dịch này không. Nếu mà mình đã nhận rồi thì để yes, mà mình chưa nhận cái khoản grant nào hết thì để trả lời là no. Thì ở đây á, nếu như mà quý vị nhận tiền grant mà 1.000 từ EIDL á, thì Ngọc nghĩ á, là quý vị nên để đây vào đây nha quý vị. Bởi vì cái EIDL đó là tiền grant, và Ngọc mới coi lại cái EIDL grant á, thì ở bữa trước là nếu như mà quý vị điền đơn mà quý vị xin được 1.000 á, thì nếu như là bản thân Ngọc thì Ngọc sẽ trả lời câu hỏi này là yes, bởi vì Ngọc cho rằng đấy là một cái emergency grant liên quan đến cái đại dịch Covid này. Còn nếu như quý vị nghĩ là cái đó không phải thì quý vị để là no nha, cái này là tùy quý vị nha. Ngọc không có chắc chắn lắm cái phần này. Rồi bây giờ tiếp theo là người ta yêu cầu mình xác nhận lại những cái thông tin. Bây giờ ở đây á, là quý vị kiểm tra lại hết những cái thông tin giùm Ngọc. Nếu như mà đúng rồi thì mình bấm submit nha. Còn nếu như bây giờ nha, nếu như mà bạn để cái chữ yes và bạn save và continue, thì quý vị ơi, khi mà quý vị làm cái đơn này cần phải coi đi coi lại, nếu như mà mình chưa chắc ăn thì từ từ nộp. Một khi mà mình đã nộp rồi á thì mình sẽ không thể nào sửa chữa cái hồ sơ của mình được hết nha quý vị. Đó. Ý quý vị, once you submit your application, you will be no longer be able to edit your responses. Ok? Cho nên là nếu như quý vị đánh vào đây cái chữ yes thì quý vị có là đã đồng ý là nộp đơn rồi đó, cho nên là cẩn thận nha quý vị. Nếu như mà mình chưa có 100% sure thì mình đợi, tại vì cái này nó chưa có hết hạn và mình cũng không cần phải điền gấp gáp làm gì. Thì quý vị để ý cái phần này nha, bởi vì một khi mà cái đơn nó được gửi đi rồi thì quý vị sẽ không thể nào mà sửa cái đơn được, người ta sẽ không có sửa cho mình. Rồi, thì sau khi mà bạn gửi đơn đi thì người ta sẽ gửi cho mình một cái thông tin là người ta đã nhận cái đơn mình rồi. Và khi mà gửi cái thông tin như vậy thì người ta sẽ bắt đầu gửi cho mình một cái portal để mà một cái thông tin để mà mình activate cái bên bên góc bên bên phải nào quý vị. Thì bây giờ khi mà quý vị nhận cái email, ví dụ là người ta nói là Hi Jennifer, bạn cảm ơn bạn đã nộp đơn cho cái chương trình này rồi, đây là cái thông tin để mình có thể là mình activate cái tài khoản của mình. Thì bây giờ người ta sẽ cho mình cái username và cái password, thì mình lấy cái đó để mình vào cái ô đầu tiên mà lúc nãy Ngọc nói chú quý vị đó, thì mình điền vào đây. Thì khi mà mình login lần đầu tiên đó quý vị, thì người ta sẽ cho mình một cái cơ hội để mà mình có thể đổi cái password này thành một cái password mới để chỉ có một mình biết thôi, chứ bên này người ta không có biết cái password của mình. Thì quý vị nên làm cái điều đó nha, và phải có ít nhất là 8 ký tự, và trong đó là
có số nè, có chữ in thường, chữ in hoa và những cái ký tự này nha quý vị. Quý vị nếu như mà đã tạo cái password rồi thì cố gắng nhớ dùng cái password hoặc là lưu lại ở đâu đó nha quý vị. Thì bây giờ đó là cái bước đầu tiên đã làm xong hết rồi nha quý vị. Rồi thì Ngọc sẽ xin kết thúc cái video này lại ở đây, tại vì nó cũng dài rồi. Ngọc sẽ làm một cái video nữa để chia sẻ cho quý vị mình làm sao để mình tải lên cái hồ sơ của mình. Thì nếu như mà quý vị Ngọc chưa có lên video thì quý vị có thể vào cái này nè, quý vị kéo xuống, cứ kéo từ 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 xuống thì nó sẽ cho quý vị biết là mình làm sao để mình nộp hồ sơ nha quý vị. Ngọc xin chào tạm biệt và xin quý vị cho Ngọc một cái like, đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc nha quý vị. Bye bye nào.